Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 134. Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Nguyện Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời đất, từ Si-ôn ban phước cho ngươi. Thư của Phao-lô gửi cho Tít. Chương 1. Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Giê-su Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức, trông cậy sự sống đời đời, là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước. Tới kỳ chỉ định, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, là sự ta đã chịu giao phó theo mạng lệnh Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Gửi cho Tít là con thật ta trong đức tin chung. Nguyện xin con được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giê-su Christ, cứu Chúa chúng ta. Ta đã để con ở lại Cơ-rết đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được. Chỉ chồng có một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, ghiền rượu, hung tàn, tham lợi, nhưng phải hay tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ. Hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả. Vả có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục, hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Một người trong bọn họ, tức là bậc tiên tri của họ, có nói rằng: người Cơ-rết hay nói dối là thú dữ, ham ăn mà làm biếng. Lời chứng ấy quả thật lắm. Vậy hãy quở nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành, chớ nghe chuyện huyễn của người Giu-đa và điều răn của người ta trái với lẽ thật. Mọi sự là tin sạch cho những người tin sạch, nhưng cho những kẻ dơ dáy và chẳng tin thì không sự gì là tin sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dáy nữa. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Chương 2. Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành, khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành. Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh, đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ, phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo. Phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Cũng phải khuyên những người tuổi trẻ ở cho có tiết độ, hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ. Trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang, nói năng phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch hổ thẹn, không được nói xấu chúng ta điều chi. Hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi sự, chớ cãi trả, chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường. Và ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức, đừng chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta
và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách, chớ để ai khinh dễ con. Chương 3. Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành. Chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dâng thứ, đối với mọi người tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn. Vì chưng chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác tham lam, đáng bị người ta ghét, và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta. Không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứu theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lai sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jesus Christ, cứu Chúa chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Lời này là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành. Đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người. Nhưng hãy lánh những điều cãi lẽ dại dột, những gia phổ, những sự cạnh tranh nghị luận về luật pháp, vì mấy sự đó đều là vô ích và hư không. Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ, vì biết rằng người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội, thì tự đoán phạt lấy mình. Đến chừng ta sẽ sai Atema hoặc Tichiker đến cùng con, thì hãy vội vã sang thành Nicopoli nhập với ta, vì ta định qua mùa đông tại đó. Hãy lo liệu cho Sena là thầy dạy luật và Apollo đừng thiếu đồ chi hết trong khi họ ra đi. Những người bổn đạo ta cũng phải học tập chuyên làm việc lành, đặng dùm giúp khi túng ngặt, hầu cho họ khỏi đưng đi mà không ra trái. Hết thảy những người ở cùng ta gửi lời thăm con. Chào thăm những kẻ yêu chúng ta bởi lòng tin đạo. Nguyện xin ân điển ở với anh em hết thảy. Sách Sử Ký thứ nhất, chương 1. Adam sanh Sết, Sết sanh Enoch, Enoch sanh Kenan, Kenan sanh Mahalale, Mahalale sanh Yered, Yered sanh Henoch, Henoch sanh Metusela, Metusela sanh Lemet, Lemet sanh Noe, Noe sanh Sem, Cham và Japhet. Con trai Japhet là Gome, Magog, Madai, Yavan, Tuban, Mesiek và Tira. Con trai của Gome là Akena, Diphat và Togama. Con trai của Yavan là Elisha, Tareshi, Kittim và Rodanim. Con trai của Cham là Cúc, Mitraim, Phút và Canaan. Con trai của Cúc là Sheba, Havila, Sapta, Raema và Sapteka. Con trai của Raema là Sheba và Dedan. Cúc sinh Nimrod, người khởi đầu làm anh hùng trên mặt đất. Mitraim sinh họ Ludim, họ Anamim, họ Lehabim, họ Naphtuhim, họ Phát-ru-sim, họ Cách-lu-him. Bởi đó sanh ra họ Philistin và họ Cáp-tô-rim. Canaan sanh ra Sidon là trưởng nam và Hết, cùng họ Jebusit, họ Amorit, họ Girgashit, họ Hevit, họ Arekit, họ Sinit, họ Avadit, họ Semarit và họ Hamatit. Con trai của Sem là Elam, Asura, Abaksak, Lut, Aram, Uxer, Huler, Gete và Mesiek. Abaksak sanh Selach, Selach sanh Hebe, Hebe sanh được hai con trai,
một con kêu tên là Bê-lét, bởi vì trong đời người đó đất đã chia ra. Còn tên của người em là Dốc-tan. Dốc-tan sanh Amodác, Sê-lép, Ha-sa-ma-vết, Dê-rách, Ha-đô-ram, U-sa, Điết-la, Ê-banh, Abimael, Sê-ba, Ô-phia, Ha-vi-la và Dô-bác. Hết thảy những người đó đều là con trai của Dốc-tan. Sem sanh A-bác-sát, A-bác-sát sanh Sê-lách, Sê-lách sanh Hê-bê, Hê-bê sanh Bê-lét, Bê-lét sanh Rê-hu, Rê-hu sanh Sê-rúc, Sê-rúc sanh Na-cô, Na-cô sanh Tha-rê, Tha-rê sanh Áp-ram, cũng gọi là Áp-ra-ham. Con trai của Áp-ra-ham là Y-sát và Ít-ma-ên. Này là dòng dõi của chúng. Con cả của Ít-ma-ên là Nê-ba-dốt, kế đến Kê-đa, Ác-bê-ên, Mi-bô-sam, Mít-ma, Du-ma, Ma-sa, Ha-đác, Thê-ma, Dê-thu, Na-phích và Kết-ma. Đó là các con trai của Ít-ma-ên. Kê-tu-ra, vợ nhỏ của Áp-ra-ham, sanh các con trai là Si-m-ram, Dốc-sang, Mê-đan, Ma-đi-an, Dít-bác và Su-ách. Dốc-sang sanh Sê-ba và Đê-đan. Con trai của Ma-đi-an là Ê-pha, Ê-phe, Ha-nóc, A-bi-đa và En-đa. Những người ấy đều là con cháu của Kê-tu-ra. Áp-ra-ham sanh ra Y-sát. Con trai của Y-sát là Ê-sau và Israel. Con trai của Ê-sau là Ê-li-pha, Rê-u-ên, Dê-úc, Gia-lam và Cô-ra. Con trai của Ê-li-pha là Thê-man, Ô-ma, Sê-phi, Ga-tham, Kê-na, Thi-ma và A-ma-lét. Con trai của Rê-u-ên là Na-hát, Sê-rách, Sa-ma và Mít-sa. Con trai của Sê-i-rơ là Lô-thang, Sô-banh, Si-bê-ôn, A-na, Đi-sôn, Ét-xê và Đi-sang. Con trai của Lô-thang là Hô-ri và Hô-mang, còn Thim-na là em gái Lô-thang. Con trai của Sô-banh là A-li-an, Ma-na-hát, Ê-banh, Sê-phi và Ô-nam. Con trai của Si-bê-ôn là A-ya và A-na. Con trai của Anna là Di-sôn. Con trai của Di-sôn là Ham-ram, Ết-bang, Dít-rang và Kê-rang. Con trai của Ét-xê là Binh-hang, Sa-vang và Gia-a-cang. Con trai của Di-sang là Út-sơ và A-rang. Khi trước dân Israel chưa có một vua cai trị, thì đây là danh các vua trị vì xứ Ê-đôm. Bê-la, con trai Bê-ô, tên bổn thành là Din-ha-ba. Vua Bê-la băng Dô-báp, con trai Sê-rách người Bốt-ra kế vị. Vua Dô-báp băng Hu-sam người xứ Thê-mang kế vị. Vua Hu-sam băng Ha-đác, con trai Bê-đác kế vị. Chính vua này đánh được dân Ma-đi-an tại đồng Mô-áp, tên bổn thành là A-vít. Vua Ha-đác băng Sam-la người Ma-rê-ca kế vị. Vua Sam-la băng Sao-lơ người Rê-hô-bốt ở trên bờ sông kế vị. Vua Sao-lơ băng Ba-anh-ha-nan con trai Ạc-bồ kế vị. Vua Ba-anh-ha-nan băng Ha-đác kế vị. Tên bổn thành là Pha-i, còn vợ người tên là Mê-hê-ta-bê-ên, con gái của Mác-rết, cháu ngoại Mê-sa-háp. Vua Ha-đác băng. Các trưởng tộc xứ Ê-đôm là trưởng tộc Thim-na, trưởng tộc Alia, trưởng tộc Giê-tết, trưởng tộc Ô-hô-li-ba-ma, trưởng tộc Ê-la, trưởng tộc Phi-nôn, trưởng tộc Kê-na, trưởng tộc Thê-mang, trưởng tộc Mép-sa, trưởng tộc Mác-đi-ên và trưởng tộc Y-ram. Đó là các trưởng tộc của Ê-đôm. Chương 2. Con trai của Israel là Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isaka, Sabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad và Asher. Con trai của Juda là Ere, Onan và Shela. Ba người này Juda sanh ra bởi con gái Sua người Canaan. Ere,
con cả của Giu-đa làm sự dữ trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Ngài giết nó đi. Tama là dâu của Giu-đa, sanh cho người Phê-rết và Xê-rách. Tổng cộng các con của Giu-đa được 5 người. Con trai của Phê-rết là Hết-rôn và Ha-mun. Con trai của Xê-rách là Sim-ri, Ê-thang, Hê-mang, Canh-côn và Đa-ra, cộng là 5 người. Con trai của Cạc-mi là A-ca, tức kẻ làm rối loạn trong Israel, phạm đến vật nghiêm cấm. Con trai của Ê-thang là A-sa-ria. Con trai Hết-rôn sanh ra là Giê-rác-mê-ên, Ram và Kê-lu-bai. Ram sanh ra Aminadab. Aminadab sanh Nahashon, làm quan trưởng của người Giu-đa. Nahashon sanh Sanma. Sanma sanh Bo-ô. Bo-ô sanh Obed. Obed sanh Y-sai. Y-sai sanh con đầu lòng là Eliab, con thứ nhì là Abinadab, thứ ba là Shimea, thứ tư là Nathanael, thứ năm là Radai, thứ sáu là Osem, thứ bảy là David. Còn Seruya và Abigail là chị em của những người ấy. Seruya có ba con là Abishai, Joab và Asael. Abigail sanh Amasa. Cha của Amasa là Giê-the, người Ít-ma-ên. Caleb, con của Hết-rôn lấy vợ là Asuba với Jeriot, rồi sanh con là Giê-se, Sô-báp và Ạc-đôn. Asuba qua đời thì Caleb lấy Ê-phê-rát, nàng sanh Hu-rơ cho người. Hu-rơ sanh Uri. Uri sanh ra Bết-sa-lê-ên. Sau khi ấy, Hết-rôn đã được 60 tuổi, bèn cưới con gái của Ma-ki là cha của Ga-la-át mà làm vợ. Người nằm cùng nàng, nàng sanh được Sê-gúp. Sê-gúp sanh Giai-rơ. Người này được 23 thành trong xứ Ga-la-át. Dân Gê-su-rơ và dân Si-ri chiếm lấy những thành Giai-rơ và Kê-nát, luôn với các hương thôn của địa hạt nó, cộng là 60 thành. Những người ấy đều là con cháu Ma-ki, cha Ga-la-át. Sau khi Hết-rôn qua đời tại Caleb Ephrathah rồi, thì vợ người là Abia sanh cho người A-su-rơ, là cha của Thê-cô-a. Giê-rác-mê-ên, con trưởng nam của Hết-rôn, sanh Ram, là con đầu lòng. Kế đến Buna, Oren, Osem và Ahia. Giê-rác-mê-ên lại lấy vợ khác, tên là Atara, mẹ của Onam. Con trai của Ram, con trưởng nam của Giê-rác-mê-ên là Ma-ách, Gia-min và Ê-ke. Con trai của Onam là Sa-mai và Gia-đa. Con trai của Sa-mai là Nadab và Abishu. Tên vợ của Abishu là Abihai. Nàng sanh cho người Ạc-bang và Mô-lít. Con trai của Nadab là Sê-le và Áp-ba-im. Nhưng Sê-le qua đời không có con. Con trai của Áp-ba-im là Di-si. Con trai của Di-si là Sê-sang. Con trai của Sê-sang là Ạc-lai. Con trai của Gia-đa em Sa-mai là Giê-tha và Jonathan. Giê-the qua đời không có con. Con trai của Jonathan là Phê-lết và Sa-sa. Ấy là con cháu Giê-rác-mê-ên. Vả Sê-sang không con trai, song có con gái. Cũng có một đứa tôi tớ Ê-díp-tô tên là Gia-ra. Sê-sang gả con gái mình cho nó. Nàng sanh Ạc-tai cho người. Ạc-tai sanh Na-thang. Na-thang sanh Sa-bác. Sa-bác sanh Ép-la. Ép-la sanh Ô-bết. Ô-bết sanh Giê-hu. Giê-hu sanh A-sa-ria. A-sa-ria sanh Hê-lết. Hê-lết sanh Ê-la-sa. Ê-la-sa sanh Sít-mai. Sít-mai sanh Sa-lum. Sa-lum sanh Giê-ca-mia. Giê-ca-mia sanh Ê-li-sa-ma. Con trai Caleb là em của Giê-rác-mê-ên, là con cả của Mê-sa, tức tổ phụ của Sip, và những con trai của Ma-rê-sa là tổ phụ của Hê-p-rôn. Con trai của Hê-p-rôn là Cô-ra, Táp-bua, Rê-kem và Sê-ma. Sê-ma sanh Ra-cham, là tổ phụ của Dô-ke-am, còn Rê-kem sanh Sa-mai. Con trai của Sa-mai là Ma-ôn, và Ma-ôn là tổ phụ của Bết-sua. Ê-pha là hầu của Caleb, sanh Ha-rang, Một Sa và Ga Xe. Haran sanh Ga Xe. Con trai của Gia Đai là Rê-gem, Dô-thang, Gê-sang, Phê-lếp, Ê-pha và Sa-áp.
Hầu của Caleb là Maaca, sanh Shebe và Tirana. Nàng cũng sanh Sa'ab là tổ phụ của Mác-ma-na, Sheva tổ phụ của Mác-bê-na và tổ phụ của Gi-bê-a. Con gái Caleb là Aksa. Đây là những con cháu của Caleb. Soban, con trai của Hu-rơ, là con trưởng nam của Ephrata và tổ phụ của Kiriat Yearim. Sanma, tổ phụ của Bethlehem. Hareb, tổ phụ của Bethgade. Soban, tổ phụ của Kiriat Yearim có con trai, người sanh Haroe và nửa phần dân Menuhot. Các dòng của Kiriat Yearim là Yitrit, Futit, Sumatit và Mitrait. Cũng bởi những dòng ấy mà có dân Soratit và dân Ettaulit. Con cháu của Sanma là Bethlehem, người Netophatit, người Akrot Bethjoab, nửa phần dân Manahatit và người Sorit. Lại các họ hàng của những thầy thông giáo ở Gia-bết là họ Tiratit, họ Shimatit và họ Sukatit. Ấy là dân Kenit, sanh ra bởi Hamat, tổ tiên của nhà Rekab. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.